Clip chủ tịch phường phạt công an thành phố vì giấy ra đường không đúng quy định, cự cãi ồn ào giữa đường. Clip ghi lại cảnh chủ tịch phường phạt công an thành phố cho thấy trong quá trình kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19, hai bên đã có tranh cãi to tiếng với nhau. Trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip có nội dung chủ tịch phường phạt công an thành phố vì cho rằng lực lượng này không mang theo giấy đi đường theo đúng quy định. Theo nội dung trong clip hơn 4 phút, tổ kiểm tra của Ủy ban nhân dân phường 4 đã yêu cầu kiểm tra giấy tờ các thành viên trong tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 của công an thành phố, đòi xử phạt. Trong quá trình kiểm tra, hai tổ công tác đã có tranh cãi, to tiếng với nhau. Theo nội dung trong clip, bà chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 4 đã chỉ đạo cấp dưới kiểm tra giấy tờ của tổ công tác vì cho rằng các cán bộ đi làm việc nhưng mẫu giấy tờ ra đường không đúng quy định. Trong clip, người phụ nữ nói giọng khá gay gắt. Coi đi làm có giấy tờ đầy đủ không? Thêm một người đi chung nữa đâu? Thêm một người nữa đưa giấy tờ ra đây, chụp hình lại chứng minh nhân dân, giữ lại cho chị. Nếu không đúng mẫu thì xử phạt, lập biên bản, lập luôn, có gì đâu mà không lập, không đúng là lập hết. Trong khi đó, tổ kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 sau khi đưa giấy tờ cũng nói lại. Kiểm tra tôi này, cứ lập biên bản đi, chị cứ kiểm tra đi, cứ lập biên bản đi, coi thử sai chỗ nào cứ lập. Một cán bộ công an cũng gọi điện cho ai đó, hỏi xem việc này có hợp pháp hay không và bức xúc. Chị Vân, cán bộ phường 4, ra đường đi làm mà không đeo thẻ công chức, không có giấy tờ gì hết, thì sao biết được ai với ai? Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường bị chặn lại trước đó vì không đủ giấy tờ. Nội tình vụ việc sau đó đã được xác nhận rằng hai tổ công tác có mặt trong clip là một số cán bộ của Ủy ban nhân dân phường 4 thành phố Vũng Tàu và tổ kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Vũng Tàu, gồm có công an và một số là lực lượng bảo vệ bờ biển được tăng cường tham gia tuần tra công tác phòng chống dịch. Bà Trần Thị Bích Vân, bí thư kiêm chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 4 đã một mình đi kiểm tra các chốt trực COVID-19 trên địa bàn phường thì gặp tổ kiểm tra liên ngành của thành phố. Lúc này bà không mang theo thẻ công chức để chứng minh mình đang đi làm nhiệm vụ. Sau khi xác minh danh tính, tổ công tác của thành phố vẫn cho bà Vân qua chốt, tiếp tục lưu thông làm việc. Tuy nhiên, lúc bà Vân lên xe, đang chuẩn bị đi, thì một người trong tổ kiểm tra liên ngành nói, bí thư chủ tịch gì mà ra đường không có giấy tờ gì cả. Nghe vậy, bà Vân đã lập tức gọi điện thoại cho vài cán bộ Ủy ban nhân dân phường 4 đến để kiểm tra ngược lại, lập biên bản xử phạt tổ liên ngành, tạo nên cảnh ồn ào như trong clip. Trả lời phóng viên ngày 30 tháng 8, ông Trần Ngọc Hà, trưởng ban tuyên giáo kiêm người phát ngôn của Đảng bộ thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, thành phố đang xử lý sự việc liên quan tới clip tranh cãi giữa hai tổ công tác. Lãnh đạo thành phố Vũng Tàu nhìn nhận đây là sự việc cho thấy trong quan hệ phối hợp giữa hai nhóm công tác chưa có sự thống nhất và cách hành xử thiếu chuẩn mực của một vài cán bộ. Thành phố sẽ họp yêu cầu hai bên tường trình, yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm những cá nhân liên quan để chấn chỉnh thái độ làm việc.